Many thanks to Tim Dole Dental for the gift of an iPhone 15 Pro Max. Video thu bởi camera Insta 360 độ, đeo trước ngực là bodycam, cùng với 4 cái iPhone 12, 13, 14 và 15 Pro Max. Earphone required. Earphone required. Kiêu hãnh của người quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, chiến đấu với chính nghĩa quốc gia dân tộc, chiến đấu với cái lý tưởng tự do. Và thưa quý vị, xin giới thiệu người đầu tiên, thiếu tá Phạm Châu Tài. Anh là liên trưởng của liên đoàn 81 biệt cách nhiều, và kế đến là anh đại úy Phạm Ngọc Đăng, sư đoàn nhảy dù. Anh Bích, sư đoàn 5 của đơn vị của chúng tôi, xin mời anh từ trường sư đoàn 5, đại úy Bích. Anh chị khóa 6-8. Và thưa quý vị, đặc biệt là hôm nay được biết là có một số thân hữu ở bên nước Canada trở về và tiểu bang khác qua, thì xin giới thiệu đến quý vị anh Trần Văn Trung, đại úy Trung của sư đoàn 18 và phu nhân, xin chào anh. Anh Điệp, không quân Hoa Tiêu của 123. Xin phép anh đây anh cho em có lại anh Kình là về độc quân, xin mời anh khóa 25 có biết là đúng đại úy Kình. Và có một ông bạn tôi nữa, ông Lắm Nhảy Dù, ông ngồi tiến tham dù, còn một vài người tôi không được biết tên. Thưa quý vị, những người lính sẽ không bao giờ già. Ông MacArthur Douglas có nói một câu mà đi vào lịch sử: người lính không có già và không có chết, họ chỉ phai mờ theo thời gian. Và thưa quý vị, những người lính chúng tôi vẫn còn chiến đấu, vẫn còn lấp lánh dưới ánh sáng của chính nghĩa để thắng cái bóng tối bạo tàn. Chúng tôi tự hào vẫn tiếp tục chiến đấu, giữ được cái bản sắc dân tộc để chiến đấu với cái lý tưởng tự do cho đến hơi thở cuối cùng. Mặc dù chúng tôi đã không còn súng, không còn chiến địa, nhưng chúng tôi vẫn còn cái tinh thần. Thưa quý vị, hôm nay vinh danh vinh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, xin chúc sức khỏe đến quý vị niên trưởng, quý vị thân hữu được nhiều sức khỏe an lành và dễ dàng vượt qua mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây là xin chương trình sẽ có chào cờ Việt Mỹ. Đầu tiên là xin mời chị Kim Đức chuẩn bị lên cái quốc nghi lễ quốc ca Hoa Kỳ, và sau đó là anh Ngọc Đăng. Xin mời quý vị cùng đứng dậy để chúng ta cử hành nghi lễ chào cờ Việt Mỹ. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý anh chị hãy vui lòng nghiêm chỉnh để chúng ta làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Bắt đầu. Cầm thân ơi, đứng lên tại trong núi, một đạo quốc kỳ hy sinh cái gì thật sống, vì tương lai của dân cùng sống và vất lên, làm sao cho được sống từ nay Thank you.
quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vừa chấm dứt. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Quốc ca Hoa Kỳ sẽ được hát lại bởi nữ ca sĩ Kim Đức. Xin mời chị. Để tưởng nhớ đến công đức của những vị tổ phụ tiền nhân đã gây dựng nên đất nước Việt Nam, những vị anh hùng liệt nữ đã chiến đấu chống giặc ngoại xâm để lãnh thổ Việt Nam hoàn được vẹn toàn. Phút mặc niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội đồng minh đã hy sinh xương máu để bảo vệ miền Nam được tự do độc lập. Phút mặc niệm để tưởng nhớ quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong lao tù, đã bị bức hại trên đường đào thoát khỏi chế độ bạo tàn cộng sản. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin quý vị vui lòng an toàn. Thưa quý vị, chương trình phần nghi lễ đến đây đã chấm dứt và chúng ta có 20 phút để dùng bữa, và sau 20 phút xa đến chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình phát biệt. Và những ai đã đi ra như trước nữa thì tôi sẽ tụng mời. Hello. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta có 20 phút để chúng ta dùng thực phẩm trước. Cao độ quý vị, cái âm thanh cũng được hoàn chỉnh nhiều lắm. Bây giờ để thưa quý vị, để trong thời gian
điều chỉnh âm thanh và không khí. Xin giới thiệu quý vị anh Đinh Đồng. Anh Nguyễn Đinh Đồng là trưởng ban ban nhạc của Bộ Tư lệnh Hải quân. Anh là thân sinh của cái cô ca sĩ Hồng, nghệ sĩ Hồng Đào, mà trưởng ban văn nghệ của Bộ Tư lệnh Hải quân. Bây giờ anh hát anh thổi bài gì? Bóng của nụ cười. Mình xếp cái video ở trước đây là tất cả cái đó sẽ là cái record và cái nó sẽ output để giữ lại sau này. Cho nên nếu các anh chị nhìn trên đây mà mình không có trong đó, tức là các anh chị không có trong video. Okay. Xin cảm ơn chị Tâm Anh. Dạ thưa quý vị, tiếng kèn vừa rồi của anh Nguyễn Đình Đồng. Dạ thưa quý vị, anh Nguyễn Đình Đồng này học mà thổi kèn ở bên Mỹ. Chỉ thua Louis Armstrong ở Louisiana thôi. Thế anh thổi rất là hay. Và nhớ lại tiếng kèn này, Quang Trung. Ai học trung tâm với Quang Trung, vậy buổi sáng đều nghe tiếng kèn đánh thức dậy. Và anh đã đánh thức mọi người ở đây dậy. Để...
ở một anh ở quan trung buổi sáng là càng thức dậy thì đi đi rồi đi. Thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị nghe tiếng hát của chị Kim Đức, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Hoàng Trọng viết cho người lính, và cái và bài hát này cũng trong cái cuốn phim Người Tình Không Chân Dung. Thưa quý vị, xin quý vị nghe tiếng hát của chị Kim Đức với bài hát Người Tình Không Chân Dung của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Xin mời chị Kim Đức. Dạo
thánh ương vẫn gọi tên anh trong mưa rầm. Tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Sao tháng ba tên anh vẫn trong tiếng sóng đầu thu mưa. Nghe như tiếng gầm vẫn nổ đến từ cuối trời. Hơi người chiến sĩ đã đến đài đài đón sóng về mùa đảo say này. Anh là ai? Anh là ai? Xin cảm ơn chị Kim Đức, chị hát một bài hát rất có ý nghĩa trong ngày buổi tiệc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bài hát của chị Kim Đức hát nó có một phần nào dính dáng đến cái trận chiến năm 1972 tháng 4 của Sudan Nhà Dù. Mà trước khi tôi giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm của Sudan Nhà Dù, tôi xin giới thiệu đến quý vị Trung tá Tiểu đoàn trưởng Toàn Công Minh Nguyễn Hoàng Bình đang ngồi dưới kia. Anh là đoàn trưởng đoàn công binh chuyên môn kiến tạo những cái bộ chỉ huy tiền phương, những cái hầm ở mấy cái vùng sôi động. Xin mời anh Nguyễn Hoàng Bình đứng dậy cho anh em chiêm ngưỡng dung nhan của tiểu đoàn trưởng công binh Nhà Dù.
Thì thưa quý vị, nói về mùa thu thì phải là Hà Nội, mà nắng phải là Sài Gòn, mà mưa phải là Huế. Mà cô này có hát thu Hà Nội thì cũng hơi để xem nó có như thế nào, nó có nên thơ không? Mà xin mời quý vị nghe. Thu Hà Nội, nắng Sài Gòn, mưa Huế. Chị trong đây, tại vì ai cũng hát hay hết mà lại đặc biết hát bài người lính. Em thì ngay cái lúc mà giải phóng thì còn là một cô sinh viên sư phạm, cho nên không biết gì về chiến tranh mà cũng không biết gì về lính hết. Chỉ biết là bị cộng vào là rồi em điêu tàn khổ sở và em đi học tập, là coi như một thế giới đổi thay đó. Tại em ghét chị cộng lắm, nhưng mà em lại không biết gì nhiều về lính, cho nên không có bài lính nào để hát hết. Sau đây các anh chị em chỉ có tình ca thôi. Sau đây là nhạc phẩm Em Về Mùa Thu của Phong Tuấn Vi. Là
Has been edited by iMovie Lord. Lamb Tram. Another bar! Another bar! Another bar! Có một diễn tham. Càng nghe nhiều càng tèo 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 tèo. Ta tiên đình sư đoàn nhảy dù. Càng nghe nhiều càng tèo. Quan càng to, cua càng teo mo. Thằng lính dù nào nói khi nhảy dù chim không teo thằng đó xạo. Mà đa số chúng nó nói xạo thiệt.